chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng toàn học của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nhé cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nhé. Máy bay quân sự Colombia đâm nhau trên không. Hai máy bay T-27 của không quân Colombia đâm vào nhau trong lúc bay huấn luyện tại căn cứ khiến một phi công thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra ngày 1 tháng 7 tại căn cứ không quân ABA gần thành phố Villavicencio, thủ phủ Meta, cách thủ đô Bogota 78 km về phía đông nam. Không quân Colombia thông báo Trung tá Mario Andres thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ủy ban điều tra đã tới hiện trường để xác định nguyên nhân. Video do nhân chứng dưới mặt đất quay lại cho thấy hai máy bay T-27 Tucano va vào nhau khi bay theo đội hình. Một chiếc bốc cháy và rơi xuống đất. Một nguồn tin quân sự cho biết những chiếc T-27 còn lại hạ cánh khẩn cấp sau vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra khi biên đội 5 máy bay T-27 của Colombia bay tổng duyệt trước buổi trình diễn tại triển lãm hàng không, dự kiến diễn ra ngày 20 tháng 7 ở thành phố Rio Negro. Không quân Colombia đang vận hành 14 chiếc T-27. T-27 là biến thể của mẫu máy bay huấn luyện MB312 Tucano do hãng Embraer tại Brazil sản xuất, có thể đảm nhận nhiệm vụ chống các nhóm phiến quân. Máy bay MB312 có tốc độ tối đa 458 km/h, tầm bay hơn 1.900 km, được trang bị súng 12,7mm và 7,62mm, cùng giá treo có thể mang theo rocket và bom. Áo sẵn sàng tham gia sáng kiến phòng không của Đức. Áo, nước trung lập, công bố ý định tham gia sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức khởi xướng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Chúng ta sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ đất nước trước nguy cơ bị tập kích tên lửa hoặc máy bay không người lái UAV. Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 1 tháng 7 thông báo. Ông Nehammer khẳng định quyết định tham gia sáng kiến phòng không của Đức không gây hoài nghi về tính trung lập của Áo. Đồng thời nhận định không một quốc gia châu Âu nào có thể tự bảo vệ hiệu quả không phận trước các nguy cơ mới. Các quốc gia châu Âu giảm mạnh chi tiêu cho hệ thống phòng không sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, song điều chỉnh quan điểm sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức dẫn đầu có sự tham gia của 17 quốc gia trong khu vực, trong đó có Anh, Bỉ, Phần Lan, Hungary, Hà Lan và Thụy Điển. Theo sáng kiến, các nước tham gia sẽ cùng mua tổ hợp phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, trong đó có mẫu IRIS-T do Đức sản xuất, Patriot của Mỹ cùng tổ hợp Aroba do Mỹ và Israel hợp tác phát triển. Tuy nhiên, Pháp, Italy và Ba Lan không tham gia vào sáng kiến do Đức dẫn đầu. Pháp bày tỏ ủng hộ xây dựng hệ thống phòng không sử dụng các thiết bị do các nước châu Âu chế tạo. Tiếp theo, người biểu tình lao xe vào nhà thị trưởng Pháp. Người biểu tình lao ô tô vào nhà lãnh đạo thị trấn ngoại ô Paris, sau đó phóng hỏa khiến vợ và một người con của ông bị thương. Sự kiện kinh hoàng và đáng phẫu thẹn diễn ra đêm qua. Vincent Genron, lãnh đạo thị trấn Halle-Roc ở ngoại ô Paris, ngày 2 tháng 7 đăng trên Twitter. Ông Genron cho biết người biểu tình lao ô tô vào nhà rồi phóng hỏa trong lúc gia đình ông đang ngủ. Vợ và một người con của tôi bị thương, thị trưởng Genron cho biết. Đây là một âm mưu giết người đến từ hành vi hèn nhát không từ ngữ nào mô tả được. Vụ lao xe diễn ra trong bối cảnh biểu tình diễn ra tại nhiều nơi trên đất Pháp sau vụ cảnh sát bắt chết thiếu niên Nahen, 17 tuổi, tại Nanterre, vùng ngoại ô Paris hồi đầu tuần. Sự kiện làm nóng lại tranh cãi về tình trạng cảnh sát phân biệt đối xử với người sống tại các khu ngoại ô, vốn có thu nhập thấp và đa sắc tộc. Bộ Nội vụ Pháp thông báo cảnh sát nước này bắt 719 người tham gia bạo loạn trong đêm 1 tháng 7. Một đêm yên tĩnh hơn nhờ hành động kiên quyết của lực lượng an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin thông báo. Giới chức Pháp trước đó điều 45.000 cảnh sát đối phó bạo loạn trên cả nước. Lực lượng quân cảnh cũng điều một số thiết giáp tham gia hỗ trợ. Phần lớn nhân sự và thiết bị bổ sung tới Lyon, Genoa và Marseille, những nơi ghi nhận bạo loạn dữ dội. Nhằm hạn chế tình trạng bạo lực,
giới chức Pháp cấm bắn pháo hoa cỡ lớn và dung dịch dễ cháy. Các dịch vụ xe điện và xe buýt tại Pháp dừng hoạt động từ 21 giờ đến sáng hôm sau. Tại Marseille, nơi diễn ra những vụ đụng độ và cướp bóc dữ dội, mọi phương tiện giao thông công cộng dừng hoạt động từ 18 giờ đến sáng hôm sau, trong đó có tàu điện ngầm. Báo Nga nói Trung Quốc nợ đóng cửa tập đoàn truyền thông. Báo Nga đưa tin lãnh đạo quốc nợ Yevgeny Prigozhin đóng cửa tập đoàn truyền thông Patriot và chấm dứt hợp đồng với nhân viên. Tờ Izvestia có trụ sở tại thủ đô Moscow của Nga ngày 30 tháng 6 dẫn nguồn tin cho biết các nhân viên của Patriot đã nhận thông báo chấm dứt hợp đồng. Yevgeny Zubarev, tổng biên tập thông tấn xã liên bang RIA Fan, một đơn vị thuộc tập đoàn Patriot, cùng ngày thông báo hãng truyền thông này đóng cửa. Patriot cũng sẽ dừng hoạt động và đóng sập cửa cùng chúng tôi, ông Zubarev nói. Một số nhân viên của Patriot cũng xác nhận thông tin. Họ nhận thông báo từ quản lý rằng lương tháng 6 sẽ được chuyển vào tuần tới, TASS đưa tin. Tập đoàn Patriot được thành lập vào tháng 10 năm 2019. Các đơn vị trực thuộc là RIA Fan, Neskyi Novosti, Narodny Novosti, Ekonomika Segodnia và Politika Segodnia. Ông Prigozhin là người sáng lập Patriot và đứng đầu hội đồng quản trị của tập đoàn. Các thông tin xuất hiện gần một tuần sau vụ Wagner nổi loạn. Ông Prigozhin ngày 24 tháng 6 điều hai nhóm quân Wagner tiến vào thành phố Rostov-on-Don và thủ đô Moscow để biểu tình phản đối, không nhằm lật đổ chính quyền. Sau cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, ông Prigozhin đồng ý rút lực lượng và lệnh cho các đơn vị Wagner dưới quyền quay về doanh trại để tránh đổ máu. Sau vụ nổi loạn cuối tuần trước, ông Prigozhin cùng nhiều thành viên Wagner sang Belarus. Tổng thống Lukashenko ngày 30 tháng 6 nói Belarus hoan nghênh lính Wagner đến hỗ trợ liên quân. Ngày 1 tháng 7, logo Wagner tại trụ sở St. Petersburg đã được gỡ xuống. Tòa nhà khai trương vào tháng 11 năm 2022 và đã bị cảnh sát đột kích vào ngày 24 tháng 6. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin hay, hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay luôn nha. Udina nói điệp viên Nga nhận lệnh ám sát Trung Quốc nờ. Chỉ huy tình báo quân đội Ukraine Budanov nói rằng điệp viên FSB Nga đã nhận được lệnh ám sát ông trùm Prigozhin sau cuộc nổi loạn ở Wagner. Chúng tôi nhận được thông tin cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã được giao nhiệm vụ ám sát ông ấy. Liệu họ có thành công hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Những kế hoạch như vậy thường không diễn ra gấp gáp, thiếu tướng Kirilo Budanov, chỉ huy tình báo quân đội Ukraine nói trong cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 6, đề cập tới Trung Quốc nờ Prigozhin. Budanov cho rằng FSB sẽ mất nhiều thời gian để lên phương án và di tới bước vạch kế hoạch ám sát Prigozhin. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ là hiệu FSB có dám thực hiện mệnh lệnh đó hay không. Người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine cũng xác nhận Kiev đã nắm được thông tin về việc Quốc nờ có ý định thực hiện hành động vũ trang từ trước khi cuộc nổi loạn xảy ra, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Ông cho hay phần lớn thông tin Ukraine có được về cuộc nổi loạn của Wagner đến từ các nguồn tin, không phải do thu thập dữ liệu điện tử. Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin. Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 24 tháng 6 bất ngờ đưa hàng nghìn quân tiến vào lãnh thổ Nga, kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam ở tỉnh Rostov và điều một hướng về thủ đô Moscow. Cuộc nổi loạn chấm dứt vào tối cùng ngày sau khi Prigozhin đạt thỏa thuận với Điện Kremlin thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Prigozhin sau đó rời Nga đến Belarus, nơi các tay súng Wagner nhiều khả năng sẽ tập hợp với ông này. Trong Wagner giải thích rằng hoạt động của họ ngày 24 tháng 6 là biểu tình phản đối, không nhằm lật đổ chính quyền, nhưng muốn Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga bị cách chức. Lãnh đạo Belarus ngày 27 tháng 6 khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, nhưng sẽ cung cấp chỗ ở nếu họ muốn và đã đề xuất một căn cứ quân sự bỏ hoang. Belarus cũng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này. Tuy nhiên, ông Lukashenko đánh giá Belarus sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, chia sẻ, đăng ký và bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình, đã ủng hộ video của mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ video của mình trong thời gian sắp tới nhé. Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.